Đạo tuyệt luật sư chỉ giới hy tinh nghiêm đầy đủ 3.000 oai nghi 8 vạn tế hạnh, cho nên người cõi trời cảm động mà dâng cơm cúng dường ngài. Lúc tu hành ngài không tùy tiện nói cười, nói chuyện với ngài, phải nói hợp với giới luật thì ngài mới đáp lại, bằng không ngài không trả lời. Ngài không tùy tiện cười đùa, cũng chẳng khóc than nóng giận, mà luôn luôn có vẻ điềm tĩnh bình thản vốn sẵn, không mừng không giận, chẳng buồn chẳng vui. Không có mừng giận buồn vui, thế thì đó là người gì? Phải chăng là người gỗ? Người gỗ thì chẳng biết mừng vui, chẳng biết nổi nóng, chẳng biết khóc than, cũng chẳng biết cười đùa. Thật ra con người khi những trạng thái mừng giận buồn vui không còn phát khởi, thì đó chính là lúc họ đạt đến trung đạo. Người trì giới nhất cử nhất động đều phải giữ trung đạo. Đạo tuyên luật sư nhờ giữ trung đạo, cho nên người cõi trời cảm động mà ngày ngày mang vật thực tới cúng dường ngài. Hàng ngày cứ vào giữa trưa, tiên lục huyền sướng lại đến dâng cúng ngài những đồ ăn thức uống của cõi trời. Đạo tuyên luật sư vốn tu hành trên núi Trung Nam Trung Hoa. Núi Trung Nam nối liền với dạng Hy Mã Lạp Sơn, dãy núi thông nhau liên tiếp không đứt đoạn. Nghe nói có rất nhiều người đến núi Trung Nam tu hành và được ngộ đạo. Trên núi này cũng có rất nhiều cọp beo, nhưng chúng không hề gây trở ngại cho những vị xuất gia tu đạo, lại còn hộ pháp cho họ nữa. Đạo tuyên luật sư bấy giờ sống trong một am tranh trên núi Trung Nam để tu hành, và ngày ngày đều được thiên nhân đến cúng dường Phật thực. Biết được chuyện ấy, Khuy Cơ pháp sư liền sanh vọng tưởng. Vọng tưởng gì? Ngài nghĩ: tất cả đồ ăn thức uống của nhân gian, chay cũng như mặn, ta đều đã nếm qua, duy có thức ăn của cõi trời là ta chưa được thưởng thức mà thôi. Nay đạo tuyên luật sư được người trời cúng dường, ta phải đến chỗ ông ấy thọ trai một bữa cho biết mới được. Thế là ngài liền đến núi Trung Nam để gặp đạo tuyên luật sư. Đương thời Khuy Cơ pháp sư là quốc sư trong nước, ngài vốn là đệ tử của Huyền Trang pháp sư và chuyên giảng về duy thức. Khuy Cơ pháp sư vô cùng thông minh, ngài là một nhân vật chủ yếu trong số 8-900 hòa thượng cùng hợp tác phiên dịch kinh điển tại chùa Bạch Mã. Khuy Cơ pháp sư đến am tranh rất sớm để đợi bữa cơm trưa, vì đạo tuyên luật sư chỉ thọ trai vào giờ ngọ, nhưng đợi mãi tới quá trưa rồi xế chiều cho đến tối mịt cũng không có ai đến dâng cúng thức ăn cả. Cho nên cả ngày hôm đó đạo tuyên luật sư không có gì để dùng qua bữa, Khuy Cơ pháp sư cũng đành phải ôm bụng chịu đói. Pháp sư Khuy Cơ thường nhật quen dùng những thức ăn ngon, bây giờ suốt một ngày phải nhịn đói chịu không nổi. Mối phiền não này thật tình là không phải nhỏ, bèn chất vấn ngài đạo tuyên: nghe nói chỗ ngài có người trời dâng cơm cúng dường, thế sao hôm nay tôi đến lại chẳng thấy có động tĩnh gì cả? Hay là ngài nói khoác, có phải ngài vọng ngữ, dối người? Đạo tuyên luật sư nói: tùy ngài muốn nói sao cũng được. Ngài nói tôi lừa dối mọi người thì cũng mặc ngài, song chỉ có tôi biết là tôi có dối gạt người khác hay không mà thôi. Mặc dù Khuy Cơ pháp sư nói oan cho đạo tuyên luật sư là lừa dối người, nhưng luật sư vẫn không buồn biện luận lôi thôi. Khuy Cơ pháp sư đợi mãi đến chiều tối, rồi vì trời tối mịt nên về không được, phải ở lại am tranh. Hai ngày Khuy Cơ pháp sư thì to béo, còn đạo tuyên luật sư thì gầy ốm. Đạo tuyên luật sư mặc dù thọ dụng thức ăn của chư thiên cúng dường nhưng lại không được mập. Khuy Cơ pháp sư thì tuy không có thực phẩm của nhà trời để dùng mà lại phô pháp mập mạp, một phần cũng vì pháp sư ngon miệng nên suốt ngày cứ khuyến khích đầu bếp ráng nấu những món chay thật ngon lành. Thế là đêm hôm ấy Khuy Cơ pháp sư phải ở lại am tranh, ngài không tham thiền, kê đầu là ngủ lại còn ngáy vang như sấm. Trong khi đó đạo tuyên luật sư ngồi thiền nhưng bị tiếng ngáy ồn ào của Khuy Cơ pháp sư quấy rầy, lại thêm lũ giận không ngớt làm ngài khó chịu. Khí hậu ở vùng núi Trung Nam rất lạnh, người tu đạo lại bận dụng công rất ít tắm rửa, nên trong mình thường có giận, khiến cho ngài không tài nào nhập định được. Do đó, ngài đành phải ngồi bắt giận, nhưng vì trì giới không dám sát sanh, nên ngài bắt từng con rồi từ từ thả nhẹ xuống đất, cho chúng tự bỏ đi nơi khác. Lúc bấy giờ, trong am không đốt đèn mà Khuy Cơ pháp sư cũng đã ngủ say, chẳng thể hay biết chuyện gì được. Sau đó, đạo tuyên luật sư lại tiếp tục tọa thiền. Sáng hôm sau đã tuyên luật sư trách Khuy Cơ pháp sư: sao ngài chẳng tu hành gì cả vậy, không tọa thiền không dụng công, tối đến đặt lưng xuống là ngủ vùi lại còn ngáy ầm ĩ và mớ nữa, khiến tôi đây không thể tọa thiền cũng chẳng nhập định được. Khuy Cơ pháp sư nói: ngài nói tôi không tu hành ư? Tôi lại thấy ngài mới là kẻ chẳng tu hành đấy. Ngài nói có thiên nhân đến cúng dường cho ngài, song tôi chờ mãi mà chẳng thấy bóng một thiên nhân nào tới cả.
Đã thế, đêm qua ngài không chuyên chú dụng công mà lại ngồi bắt giận. Ngài bắt được hai con, nếu ngài lỡ tay dí chết chúng thì cũng được đi. Đằng này ngài lại thả xuống đất khiến một con thì bị té chết, một con thì bị gãy mất hai chân. Con giận bị chết đó bèn tố cáo ngài với Diêm La Vương. Cho nên Diêm La Vương định phái loài quỷ đến bắt ngài về tra hỏi. Tôi phải nói tốt cho ngài rằng ngài là một người tu đạo, mong Diêm Vương lượng thứ cho ngài và xin cho hai con giận kia đi đầu thai. Nhờ vậy ngài mới không bị liên lụy. Thế mà nay ngài lại nói ngược là tôi quấy rầy ngài, không để yên cho ngài tu hành. Xem ra ngài mới thật là kẻ không biết tu hành đấy. Đạo tiên luật sư thắc mắc tự hỏi, ông ta làm sao mà biết chuyện mình thả hai con giận xuống đất được nhỉ? Đêm qua lại không đốt đèn, sao ông ta lại biết rõ sự việc đến thế? Tuy nghĩ như thế, đạo tiên luật sư vẫn không dám biện hộ, bởi ngài nghiêm chỉnh giới luật, không lời qua tiếng lại tranh cãi với người khác. Người ta nói ngài thế nào ngài cũng nhẫn chịu không hề tranh biện. Sau đó khi cơ pháp sư chào từ biệt đạo tuyên luật sư, chào ngài, tôi đi đây, ngài cứ ở đây mà làm ra vẻ tu hành, tôi không muốn chờ đến trưa để thọ trai nữa. Trưa hôm đó, tiên lục huyền sướng lại đến cúng dường đạo tuyên luật sư như thường lệ. Đạo tuyên luật sư nói với vẻ không vui, hôm qua sao ông không đến? Tiên lục huyền sướng lập tức quỳ xuống thưa, thưa luật sư, hôm qua không phải là tôi không đến dâng cúng, chẳng qua là tôi đã đến đây rồi, song không cách nào vào trong am của ngài được cả. Lúc tôi đến chung quanh am tranh này, trong vòng 40 dặm đều tràn ngập một thứ ánh sáng sắc vàng chói ngời rực rỡ. Tôi bị choáng mắt, không thể nào nhìn thấy con đường trước mặt được nữa. Tôi bèn hỏi thổ địa Bồ Tát là vì sao phía trước lại có hào quang chói vàng rực rỡ khiến tôi không thể đi tới được như thế. Thì thổ địa Bồ Tát đáp rằng, bởi vì trong nhà tranh đó có một người vốn là nhục thân Bồ Tát, một vị Bồ Tát sống. Hôm qua tôi đi lùi đi lại đến mấy lần nhưng đều không có cách nào vào được, cho nên không thể cúng dường cho ngài, cúi mong ngài lượng thứ cho. Đạo tuyên luật sư bấy giờ mới vỡ lẽ, thảo nào khuy cơ pháp sư được hoàng đế hết lòng tin tưởng và tôn làm quốc sư, thì ra ngài chính là nhục thân Bồ Tát. Từ đó về sau đạo tuyên luật sư không dám coi thường khuy cơ pháp sư nữa. Thật cảnh giới của Bồ Tát chúng ta không thể nào suy đoán được. Tiếng sàn đề ba la mật, trong 6 độ lục ba la mật thì tôi đã giảng xong 2 độ, như thế là còn 4 độ nữa. Vậy độ thứ 3 là sàn đề, đây cũng là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì gồm có sanh nhẫn, pháp nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là một cảnh giới vô cùng thâm áo, vi diệu, luôn tràn ngập một niềm pháp hỷ. Phải chứng đắc vô sanh pháp nhẫn thì quý vị mới thực sự nếm được mùi vị của Phật Pháp, thực sự hiểu rõ được sự áo diệu và không thể nghĩ bàn của Phật Pháp. Quý vị phải có thể nhẫn nhục thì mới mong đạt được ba la mật, không nhẫn nhục được thì không thể nào đạt được ba la mật, không đến được bờ bên kia vậy. Tiếng Tỳ Ly Gia ba la mật, Tỳ Ly Gia cũng là Phạn ngữ, Trung Hoa dịch là tinh tấn, và đây là độ thứ 4 trong lục độ. Có người hiểu lầm đức tinh tấn này là tinh tấn hướng theo ngoại đạo, nhưng kỳ thực người chân chánh hiểu rõ tinh tấn thì phải tinh tấn hướng về Phật Pháp. Nếu hướng theo ngoại đạo mà tinh tấn thì đó chỉ là tu khổ hạnh một cách vô ích mà thôi. Ở Ấn Độ có rất nhiều tà phái ngoại đạo, có phái ngoại đạo chủ trương không ăn cơm mà chỉ ăn cỏ, bắt chước các hành vi của loài trâu, chỉ giữ ngưu giới, giới trâu. Có phái ngoại đạo thì đề xướng học theo những hành vi động tác của chó và chỉ cẩu giới, giới chó. Việc gì chó không làm thì họ không làm, thức nào chó không ăn thì họ cũng chẳng đụng đến, chỉ những thức nào chó chịu ăn thì họ mới ăn mà thôi. Đó gọi là ngưu cẩu giới, giới trâu giới chó. Lại có phái ngoại đạo thì đề xướng việc ngủ trong đống tro, thân thể con người vốn đã không được sạch sẽ rồi, thế mà họ thì sao? Họ lại còn bôi tro lên khắp mình mẩy cho dơ dáy thêm, cứ vùi thân trong tro trong bụi mà bảo đó là tu hành. Ngoài ra còn có phái ngoại đạo đưa ra chủ thuyết rằng tu hành thì phải chịu khổ. Chịu khổ như thế nào? Phải nằm ngủ trên giường đinh để chứng tỏ rằng mình có khả năng chịu đựng sự đau đớn về thể xác, có thể thực hành mọi khổ hạnh. Trên đây là một vài thí dụ điển hình trong vô số khổ hạnh tự hành hạ thân xác một cách phi lý và vô ích của các phái ngoại đạo. Những kẻ ấy tự cho rằng
Họ rất tinh tấn dụng công. Kỳ thực đó chỉ là một thứ tinh tấn của tả tri tả kiến, chứ không phải của chánh tri chánh kiến, cho nên thứ tinh tấn ấy chẳng có ích lợi gì cả. Chúng ta hãy tinh tấn về mặt thiện pháp, chứ đừng nên tinh tấn về mặt ác pháp. Nếu quý vị áp dụng sự tinh tấn vào ác pháp thì đó là đi ngược với đạo, là quay lưng lại với đạo vậy. Đối với thiện pháp, tinh tấn tức là chăm chỉ lại Phật, tụng kinh lễ sám, niệm Phật, đó là nói về thân tinh tấn, sự tinh tấn của thân, rồi kế đến là tâm tinh tấn, sự tinh tấn của tâm. Thế nào gọi là tâm tinh tấn? Tức là trong lòng thời thời khắc khắc đều nhớ đến việc tu hành, niệm niệm không quên, siêng năng tu tập thiện pháp, lúc nào cũng hăng hái tu hạnh tinh tấn ba la mật. Chẳng quản mệt nhọc, nếu quý vị chân chánh tu học Phật pháp, tất quý vị sẽ không cảm thấy mệt mỏi, cũng chẳng thấy đói bụng hay khô cổ, và cũng không phải chịu đựng những phiền não ngoài ý muốn. Vì sao vậy? Vì hễ quý vị tinh tấn thì sẽ không thấy có thứ cảm giác uể oải chán nản đó nữa. Nếu quý vị biếng nhác, thiếu tinh thần thì rất dễ sinh nhiều tật xấu, lại thường cảm thấy mệt mỏi, xuống tinh thần chỉ muốn đi ngủ cho khỏe thân mà thôi. Tinh tấn là thước đo chủ yếu xem mình như thế nào. Vậy ở mọi nơi mọi lúc chúng ta đều phải siêng năng tu hành thiện pháp, như thế mới gọi là tinh tấn ba la mật. Trong khóa tu học vào mùa hè năm ngoái, lúc giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi có đề cập đến bốn câu kệ mà người xuất gia cần phải khắc cốt ghi tâm. Khi Đức Phật còn trụ thế, các đệ tử xuất gia của Phật hàng ngày đều phải trì tụng bài kệ ấy, tuyệt đối không được sao lãng. Vì thế mà trong khóa hè năm ngoái, tôi đã đặc biệt đem ra giảng cho quý vị nghe. Tôi thậm chí nhận thấy rằng những người có ý định muốn xuất gia cũng cần phải thuộc nằm lòng bốn câu đó, huống hồ là những kẻ đã xuất gia. Quý vị lại càng không được quên bốn câu kệ ấy như sau: thủ khẩu nhiếp ý thân mạc phạm, mạc não nhất thiết chư hữu tình, vô ích khổ hạnh đương viễn ly, như thị hành giả khả độ thế. Gìn lời giữ ý thân chớ phạm, chớ gây phiền não hại chúng sanh, vô ích khổ hạnh cần xa lánh, hành giả như thế khéo độ đời. Thủ khẩu nhiếp ý thân mạc phạm, gìn lời giữ ý thân chớ phạm. Thủ khẩu có nghĩa là không nói năng một cách tùy tiện, cũng không tùy tiện phê đúng phê sai, nói cái này tốt, bảo cái kia xấu, khen món nọ ngon, chê thức kia dở, mà phải giữ mồm giữ miệng, thận trọng từng lời ăn tiếng nói. Nhiếp ý tức là thâu nhiếp ý lại, để không cho nó chạy đông chạy tây, không vọng tưởng viễn vông, không nghĩ ngợi lăng xăng. Thân mạc phạm có nghĩa là thân không phạm giới. Từng giây từng khắc chúng ta nhất định phải luôn luôn tự nhắc nhở chính mình rằng mình là người xuất gia, dứt khoát không được vi phạm giới luật quy củ, đó gọi là thủ khẩu nhiếp ý thân mạc phạm vậy. Mạc não nhất thiết trừ hữu tình, chớ gây phiền não hại chúng sanh. Chúng ta không nên quấy nhiễu não loạn chúng hữu tình, chẳng riêng gì đối với con người mà ngay cả đối với một con vật cũng vậy. Nếu quý vị làm cho nó giận dữ, tức là quý vị không đúng rồi. Phàm là người xuất gia thì chớ nên gây phiền não cho mọi chúng sanh. Vô ích khổ hạnh đương viễn ly, vô ích khổ hạnh cần xa lánh. Đối với 12 hạnh đầu đà thì chúng ta nên thực hành, nhưng đối với những khổ hạnh không có ích và không khế hợp với Phật pháp thì chúng ta cần phải tránh xa, chớ nên theo. Thậm chí có phái ngoại đạo tuyên bố là có phương pháp tu hành thành Phật ngay trong đời này, thì quý vị cũng chớ nên học theo. Chúng ta chỉ nên y chiếu giáo pháp của Đức Phật để tu hành, chứ đừng chạy theo những kẻ ngu, nghiêu cẩu giới, bắt chước lối sống của loài trâu loài chó, do đâu mà nảy sinh hiện tượng nghiêu cẩu giới. Hàng ngày, hàng ngoại đạo, thực hành khổ hạnh tự hành hạ thân xác, làm những việc rất khổ cực, và cũng có người được mở thiên nhãn. Sau khi có thiên nhãn, họ tình cờ trông thấy một con chó được thác sanh lên cõi trời. Thế là họ kết luận ngay rằng loài chó được thăng thiên. Vậy nếu họ học theo loài chó thì họ cũng sẽ được thăng thiên như thế. Cho nên họ bèn trì cẩu giới, bắt chước sống theo loài chó. Lại có những kẻ ngoại đạo khác cũng được thiên nhãn thông, thì trông thấy một con sâu sau khi chết được dẫn lên cõi trời. Cho nên họ
bèn học theo cách của loài trâu, gìn giữ nghiêu giới. Những kẻ ngoại đạo này vì không có trí huệ, không có, cho nên tuy khó nhọc tu tập nhiều loại khổ hạnh nhưng đều không được ích lợi gì cả. Do đó nói vô ích khổ hạnh đường viễn ly. Như thị hành giả khả độ thế, hành giả như thế chéo độ đời. Người hành đạo cần phải như thế, thủ khẩu nhiếp ý, chỉ giới không não loạn chúng sanh, không hành xác một cách vô ích thì mới có thể cứu đời và giáo hóa chúng sanh. Tinh tấn thật ra vốn không hiện hữu, sở dĩ nói có tinh tấn chẳng qua là để nói pháp với phàm phu chúng ta mà thôi, chứ căn bản thì không có cái gọi là tinh tấn. Do đó có thể nói rằng cả sáu độ trong lục độ đều là tinh tấn, mà đồng thời cũng đều không phải là tinh tấn. Bố thí chỉ giới nhẫn nhục là thuộc về sự tinh tấn của thân, còn thiền định bát nhã trí huệ là thuộc về sự tinh tấn của tâm. Như vậy tinh thần tinh tấn hoàn toàn không hiện hữu vì nó đã hợp nhất với năm độ kia và được biến thành thứ khác. Thí dụ quý vị chăm chỉ tu hạnh bố thí thì đó là sự tinh tấn của bố thí. Quý vị nghiêm trì giới luật thì đó là sự tinh tấn của trì giới. Quý vị kiên nhẫn, kiên trì nhẫn nhục, chịu đựng thì đó là sự tinh tấn của nhẫn nhục. Nếu quý vị chuyên cần tinh tấn thêm nữa thì đó là sự tinh tấn của tinh tấn, tức là bản thân của bản thân đang tinh tấn nỗ lực. Lại nữa, nếu quý vị siêng năng tọa thiền, không nghỉ ngơi, chẳng nề mỏi mệt thì đó là sự tinh tấn của thiền định. Quý vị chuyên cần tu tập trí huệ bát nhã thì đó là sự tinh tấn của trí huệ. Quý vị học tập pháp môn bát nhã thì đó là sự tinh tấn của bát nhã. Cho nên tinh tấn tự nó vốn không hiện hữu, bởi nó được biến thành một thứ lao nhi vô công, tùy vất vả xong cậy công. Do đó quý vị không nên chấp trước rằng mình có tinh tấn, vì như thế mới gọi là sự tinh tấn chân chánh. Nếu quý vị cứ cố chấp khăng khăng cho rằng mình tinh tấn như thế này như thế nọ, rằng sự tinh tấn của mình là vô lượng vô biên, rằng mình rất tiên học, rất tinh tấn tụ học lục độ ba la mật, thì kể như quý vị chẳng tinh tấn gì cả. Bởi như thế tức là có một cái tinh tấn nằm chắc trong lòng và làm trở ngại tư tưởng siêu thoát của quý vị, khiến cho quý vị không có được sự tinh tấn chân chánh. Một khi chân chánh hiểu rõ Phật pháp, quý vị sẽ thấy rằng tất cả vốn không hiện hữu. Lúc chưa thấu triệt thì quý vị còn thấy có cái gọi là tinh tấn, xong đến lúc hiểu rõ rồi thì sẽ không thấy có nó nữa. Nghe nói như thế thì có người sẽ bảo, hiện tại tôi không thấy có gì cả, vậy tôi chẳng cần phải tinh tấn. Đành rằng quý vị không tinh tấn thì tinh tấn cũng chẳng hiện hữu. Song ở đây vẫn có điểm khác biệt, đó là nếu quý vị thực sự hiểu Phật pháp thì sự tinh tấn chân chánh cũng không hiện hữu. Vì sao ư? Bởi vì bây giờ quý vị không còn chấp trước nữa. Còn nếu quý vị không hiểu Phật pháp, vẫn còn một mực chấp trước ở sự tinh tấn của mình thì đó không thể kể là tinh tấn được. Chính vì quý vị thực tỉnh không hiểu Phật pháp, hoàn toàn không biết thế nào là tinh tấn, cho nên càng không thể nói là mình tinh tấn về Phật pháp, bởi quý vị chưa hiểu nên không biết. Chứ khi hiểu được rồi thì còn cần phải buông bỏ luôn cả Phật pháp nữa. Bằng không, tức là quý vị vẫn còn chưa hiểu Phật pháp, chúng ta phải lìa bỏ tất cả các tướng, chớ nên chấp trước vào bất cứ một cái gì. Bởi hễ còn có chỗ chấp trước bám víu, tức là chưa hiểu Phật pháp vậy.